hello, đây là bánh mì heo quay nha các bạn ơi. Bánh mì heo quay dai giòn. Đây là mới sáng sớm dọn hàng ra nha. Đùi quay rất là giòn. Mình có nhận giày quay heo luôn nha các bạn ơi. Ai mà muốn quay heo vào liên hệ nha. Bánh mì heo quay ăn nhức nách luôn. Đúng không nha. Da rất là giòn, miếng nào giòn miếng đó. Bầm heo quay đi. Đây là heo quay sắt nát, nhìn nó có mở rồi. Giờ miếng nào nó cũng mở rồi. Miếng nào mà thế này mày. Heo quay hôm nay nó hơi mở. Đấy, miếng này ngon. Rồi, cái này bỏ vào miếng ổ bánh mì mà cắn một phát. Má nhìn đúng ghê luôn. Thế nhỉ. 10 năm bán hàng này các bạn. Ông này đông 10 năm ông bán hàng rồi. 10 năm bán hàng gì đó. Đây là Sài Gòn lúc 5 rưỡi sáng. Quay. Đây là nạp da, đây là sắt cá.